Chè san tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu Lực tự đi lên trên đồi chè và đi đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong các cô bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Ơi, thanh niên này còn chơi cả tiếng lại tiếng Anh luôn, thanh niên này là vẫn chắc ra bên kia ngồi đúng không ạ? Ở đây không có chỗ ngồi. Ờ, thế đi ra bên kia bổ đi. Anh ấy chở cái gì đâu anh? Hả? Chở thóc á? Lên đây mua thóc à? Thóc à anh? À Sứ ơi, lấy dao đi cho. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Này mua bao tiền anh? Chín đồng cân à? Ở trên này người ta bán một cân bao tiền? Ui. Này chắc lâu lắm rồi nhỉ? Đo này cũ rồi đấy. Ôi. Rồi, anh đi để em giữ cho. Được chưa anh? Được chưa Thái ạ? Thái, bổ rơ ăn đi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy em Sử thì hôm qua cũng đã về rồi cô bác. Cái thức phim hôm trước thì cô bác cũng đã biết là lý do của em Sử là đi ra bên kia là làm cái gì á cô bác. Bây giờ chuyến cuối cùng ấy nhở? Chờ 2 hôm ấy nhở? Đúng rồi. Vân chào các ông bà Vân. Anh không, em không biết chả. Quay ra đây chào các ông bà thôi. Từ từ đã. Không biết bổ rồi, này không biết bổ dưa rồi. Đây, Vân chào các ông bà đi. Chào Vân, chào các ông bà. Rồi, Vân này có vẻ là với con hơi rụt rè tí cô bác ạ. Sử thì có lấy xe mới ra chở không đấy? Không phải đâu chứ? Không phải đâu. Kia là chở cái gì? Chở rác. Chở kia là chở rác đúng không? Đấy, bây giờ thì cũng đã hết 6.000 viên gạch rồi cô bác. Bổ được chưa? Ăn đi nhờ. Ăn đi, lấy dao đây cho anh bổ cho. Ăn đi. Đây từ từ bố mới ngay một miếng đã. Mất lên kia. Đây lấy dao cho anh bố cho. Đấy. Okay. Đấy. Nào lấy cái kia cho anh. Đấy, để đây cho anh. Ngọt đã. Ngọt đâu? Ngọt lắm. Nào sửa đi sửa. Nào cho camera em một miếng đã. Cameraman một miếng đã. Làm mệt thì làm tí mương dưa vào thì ăn ngon rồi nhỉ. Anh cứ ăn đi để anh bổ cho nhá. Sáng nay là chở từ sáng à? Chở từ sáng rồi. Chở từ sáng rồi nhỉ. Ta đi tận mỏ chứ. Sử à, sáng nay cũng ra đây từ sớm à? Ui. Nếu mà ăn dưa hấu thì gọi là nào cái gì? Nó ký lá bờ lỡ. Nó ký lá bờ lỡ á? Nó ký lá bờ lỡ nhờ. Ăn từ từ nhá, nghẹn dầu ấy.
Anh chưa bổ xong đan hết rồi. Ơi. Nãy thôi ta nữa là đến năm tao khác. Ở bên kia thì có để ra ra nền nhà cho anh không đấy? Không. Không à? Anh tưởng để ra nền nhà cho anh thì tí lại bốc cho anh ấy. Dặn như thế mà để ra nền nhà nữa thì không phải Vân rồi nhờ. Cái này ăn xong lấy hạt nó về trồng được ấy. Nhờ. Được mà. Bây giờ thì cũng cùng mấy anh em ăn dưa một chút cô bác. Xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng mấy anh em để ăn dưa này. Đây là vẫn là đội hình hôm qua à? Dạ. Đúng rồi. Đây là đội hình hôm qua, chưa thay đổi anh nào. Dưa là ngọt đấy. Nào tiếp đi sư. Ăn xong để còn gọn tí nhá. Hầu đi à? Vân đi ăn quả này nhiều lần chưa? Em ăn nhiều lắm. Nó cứ kia chỉ ăn quả này thôi. Không biết ăn quả này. Ông chủ cho đang ngoài, ông chủ mua cho. Ăn công ty à? Không, đi chăn nuôi. À, chủ người ta mua cho đúng không? Ở trên này thì không trồng được đâu nhỉ? Dưa khá là ngọt đấy. Ăn dưa xong ngồi nghỉ đấy nhá, không đi là tí là dạ dày vỡ đấy. Tí đi xe là sốc là dạ dày vỡ đấy. Đấy, bây giờ thì gạch cũng đã chở hết rồi cô bác nhá. Bây giờ chỉ còn mối này cắt thôi. Còn mối cắt này là xong rồi. Có khi là ngày mai nữa là có thể là chở hết cắt rồi đấy. Hay ở đây thì bao tải hôm qua cháu Lực cũng mua lên là cho mấy thanh niên này chở. Đấy, như thước phim trước cô bác cũng đã biết rồi là các thanh niên đang chở được buổi sáng thì đến chiều lại mưa, thành ra là không có chở được. Đấy, đến tối hôm qua thì em Sử cũng quay trở về cô bác. Đấy, cái lý do mà trở về thì ở video trước thì em Sử cũng đã nói rồi, thì cháu Lực sẽ không nói thêm nữa. Hôm nay có ai bị đổ xe không? Hả? Dạ. Có ai bị đổ xe không? Không ạ. Không à? Đấy, phải nói là đây là những con chiến mã, những con xích thú ở trên vùng cao đấy cô bác. Đấy, cháu Lực cũng đã nói lên rất là nhiều lần rồi. Có những xe thì các thanh niên còn mua rất là mới. Nhưng mà cái đấy cũng chỉ là cái phương tiện để bà con vận chuyển được củi hay là những cái đồ mà nhanh hơn thôi. Ngày mai thì thợ có thể là vào được rồi đấy cô bác ạ. Gạch này thì bây giờ mà làm móng xong thì mới dùng đến. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng bảo là các thanh niên là chở hết, chở xong là nhặt cả những cái viên gạch mà vụn, những cái viên gạch mà nó không có vụn cho lắm để vào bao tải lai ra bên kia thì sau này vẫn còn dùng được cô bác. Đấy, hầu như là đổ một xe gạch xuống đó cô bác, cũng chẳng có vớ là bao nhiêu cả. Đấy, đây thì các thanh niên nhặt đi rất là sạch này cô bác này, hầu như là không có viên nào nữa. Đấy, chỉ có là những cái viên nó bị vớ làm đôi như này thì không có còn dùng được nữa, cho nên là không có lấy đi nữa. Đấy, sau này thì
cái chỗ để vật liệu này thì cháu Lực cũng đã nói với anh trưởng thôn với lại các cô giáo ở bên kia rồi, rằng là cho Lực để một thời gian thì các cô cứ bảo là cứ để đi, lúc nào mà làm nhà xong thì cháu Lực sẽ lại dọn gọn gàng sạch sẽ trả lại cái sân trường cho các cô giáo để cho các bạn nhỏ vào đây nô đùa không bác. Hay có thể là mấy hôm nay các bạn nhỏ toàn vào đây chơi cắt là nhiều thôi, thế nhưng mà cháu Lực cũng đã bảo với các em với các cháu rồi là đừng là xúc để vứt đi ra ngoài, chỉ là chơi ở trên này thôi. Phải nói là có những cái đống cát nào thì trẻ con rất là muốn chơi, cho nên là không thể ngăn cấm được cô bác ạ. Những lúc mà mình ở đây thì có thể là không các bạn nhỏ không chơi, nhưng mà đến lúc mà mình đi về rồi thì lúc đấy không biết thì các bạn ấy vẫn chơi thôi. Nhìn nào mà các thanh niên là muốn cười quá. Lúc nào mà làm nhà sửa xong thì các thanh niên hay các chú này là không vắng mặt đâu nhỉ, tân gia ấy nhỉ? Yeah. Ê, thanh niên này còn chơi cả tiếng lại tiếng Anh luôn. Thanh niên này là tên gì? Vệ. Vệ à? Hả? Bảo vệ. Bảo vệ á? Bảo vệ. Nhưng mà cắt tóc này được ấy nhỉ? Đùa đâu. Bảo vệ. Ta với hai mươi mất. Đi thôi nhỉ? Đi thôi. Anh em mình chào. Quý ông bà quý. Vẫn cái bao tải này thì đúc về xong mà đến lúc mà cần đến việc gì thì lại dùng đến cô bác. Xe của Sử thì Sử không có dùng để chở gạch đâu cô bác nhá. Nhà Sử là chở những cái bao tải mà còn nguyên đấy, thành ra là về là tận dụng lại để mấy đứa mình chở thêm cát. Sáng hôm qua thì đang chở được gần một nửa rồi, thành ra là mưa mấy anh em không có chở được nữa. Mưa thì không phải mưa to đâu cô bác, mưa nhỏ thôi. Cung đường này chắc là cũng rất là quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Trong quá trình mà vận chuyển vật liệu thì cháu Đức cũng đã ghi hình rất là nhiều ở cái đoạn đường này rồi đấy. Ở trên vùng cao thì bà con hay mua cái loại xe uy này của cô bác này. Xe này thì gốc nó rất là cao cho nên là đi mọi cái nó rất là dễ. Ấy hôm qua có mưa một tí thôi mà hầu như là tạo thành những khe rất là lớn luôn đấy. Cái nhà ở dưới kia thì cũng chuẩn bị làm nhà mới này, nhưng mà làm bằng nhà sàn, vận chuyển gỗ vào thì cũng phải nói là một cái quãng đường mà đi rất là xa đấy các bác. Đi không dùng xe máy để mà chở đâu, dùng hoàn toàn là bằng sức người cả. Đi tận trên rừng già kia để kéo được những cái thanh gỗ về đấy nhà. Đi đây à Sư? Đi đây. À, vẫn rác đây à? À. Lấy rác thì cháu Lực cũng bảo em Sử là nhặt gọn vào để ra tận bên này để vứt. Ngày mai thì lại tiếp tục công việc là cùng em Sử với lại thêm mấy thanh niên nữa chở vật liệu luôn.
chở cắt rồi cô bác ạ. Ngày mai thì chở cắt ra một hôm nữa thì cũng hết rồi. Đấy, xe thì cháu được xé để đấy luôn. Sứ này xe đây à? Cứ để anh một tí nhá. Chai nước này có vẻ để từ tối hôm nọ mà đi tìm Sử đấy. Thôi anh cầm cái đấy. Hai anh em mình đeo mic tí. Hôm nay lạnh, có vẻ khá lạnh nhờ. À, chìa khóa quên mất. Cái vỏ cháu này thì hôm nay lại đổ thêm à? À, hôm qua thì đổ một ít nhưng mà trơn đấy cô bác. Thành ra là hôm nay Sử lại đi lấy vỏ cháu để về đổ tiếp. Hôm qua nếu mà không mưa thì chắc là hôm nay sẽ không phải là vận chuyển này đến tầm chiều như này cô bác. Ôi giời lùa. Thanh niên Vân, đó là người ta ố. Ôi. Ôi. Thấy chưa? Được mà. Đấy gạch thì cháu Lực cũng bảo với lại các thanh niên rồi là hoàn toàn là để vào đằng sau nhà hết rồi cô bác này. Sau này mà mình dùng những gạch thì chỉ cần lấy một cái hai cái cây cây vầu này để mình thả gạch xuống là nó được rồi đấy. Bao này là bao bị cái tác hay nổ? Ừ, cái tác. Cái bao chú lấy ra kia là những cái bao mà nó bị thành đôi ấy cô bác. Vỡ thành đôi ấy. Gáy thành đôi ấy. Sứ có bẻ được không? Không. Viên đấy nó bị sắp gáy rồi, sứ có bẻ được không? Không được đâu. Không bẻ được đâu à? Sứ nghĩ sức mình bẻ được cái viên gạch mà bị gáy này cô bác này. Ông thì có ở nhà không? Ông đi chăn trâu ạ. Ông chăn trâu à? Vâng. Nhưng mà hôm nay là ông đi đi chăn trâu suốt rồi nhỉ? Vâng. Sẽ nhiều à? Sẽ nhiều là đi chăn trâu à? Vâng. Ở kia còn một xe nữa ở đâu? Xe của ca nữa nhỉ? Đây, hôm nay thì cũng đã hoàn thành xong là vận chuyển là 6.000 viên gạch rồi cô bác ạ. Đấy, hầu như là ở bên kia chỉ sót lại được 3 đến 4 viên thôi là nó bị hỏng thôi, không có vận chuyển được vào. Đấy, còn bao tải thì vận chuyển từ hôm qua đến giờ rồi, có những bao thì nó đã bị hỏng rất là nhiều rồi ấy. Thành ra là không có dùng lại được nữa. Bây giờ nếu mà dùng thì chỉ có lại những cái bao kia thôi. Đấy, ngày mai thì anh em mình lại tiếp tục là công việc là vận chuyển cắt thôi nhá. Cái này thì mình cứ để đây, không phải là xếp cũng được nhá. Đấy, rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực rằng là sẽ không có lấy để xếp đâu cô bác. Như thế này thì bây giờ cũng đã gần rất là nền nhà rồi. Đấy, bây giờ nếu mà mình xếp gạch thì nó cũng chỉ là giúp cho mình gọn lại thôi. Đấy, nó vẫn bằng như thế cả. Bây giờ anh em mình di chuyển đi xuống cái kia một tí đi. Xem là đây cũng nó vớt hết cả vào đây nè cô bác này. Đấy, gạch thì cũng để hết vào đây nhé. Hôm nay thì em có cùng đội này chở chuyến nào không? Không ạ. Không chở đâu à? Vâng. Là đi ra kia xem người ta xếp gạch lên rồi đúng không? Vâng. Là ở đấy cả sáng rồi đúng không? Vâng. Đấy, thời tiết thì bây giờ có vẻ như là mây đen đen một chút đấy. Đấy, bây giờ thì hầu như là vật liệu thì nếu mà 100% thì cũng rơi vào tầm vận chuyển vào đây được 60% rồi cô bác. Còn là 40% còn lại nữa thôi. Mai là mình lại tiếp tục chở cắt thôi nhỉ? Vâng. Đấy, nguồn nước này thì bây giờ cũng đã gần cạn kiệt rồi này cô bác này. Đấy, nhưng mà bây giờ mình đã đào cái phần cái nền nhà xong rồi cho nên là mình biết rằng là
là năm sau nước là nó sẽ chảy ra ở chỗ nào, cho nên là mình sẽ làm ở chỗ đấy cho nó chắc chắn hơn. Kaku. Chân của Sử thì khỏi chưa? Đây xem nào. Khỏi đúng không? Vâng. Đấy, chân của Sử thì cũng đã khỏi rồi này các bác này. Hôm nọ thì cũng được bác là Trần Thị Tiên, bác có gửi thuốc cho chó Lực và chó Lực cũng có cả thuốc uống, cả thuốc bôi nữa. Bây giờ thì chân cũng đã khỏi rồi. Đấy, hầu như là bị đây một vết, đây một vết thôi đúng không? Vâng. Đây thôi đúng không? Vâng. Cái dép này có chắc chắn không? Có. Có à? Vâng. Dép này phải được tầm 2 tháng thôi nhỉ? Vâng. Đấy, dép này thì cháu Lực cũng có một đôi, em Sử có một đôi. Em Hải có một đôi, đôi của cháu Lực thì bây giờ bạn Hiểu, bạn ấy đang đeo rồi cô bác. Cũng là rất là chắc chắn. Đây, cái mạch nước này thì hôm nọ chảy ra nhiều, rất là nhiều đấy. Bây giờ thì cũng đã hết rồi. Ôi này, cái tổ này, cái, có cả rêu luôn này. Hình như là rêu này là cũng có thể ăn được hay sao ấy. Cháu Lực cũng có xem một cái thước phim là kênh YouTube, hình như là đồng bào dân tộc Thái. Đấy, đi ra suối để nhặt là như... để lấy rêu này về này các bác này, để rêu về ăn. Đấy, nhưng mà cũng chỉ là lâu lâu ăn được một bữa thì mới ăn được thôi, chứ nếu mà ăn suốt thì cũng không có ăn được. Nó phải có gia vị đủ thứ vào thì ăn mới ngon được. Sắt thì hôm nọ kéo tấm bạt ra bên kia đúng không? Vâng. Đấy, sắt này thì vẫn còn đủ cả các bác, không có vấn đề gì cả. Đấy, ở cái góc cuối bên kia thì trong cái quá trình mà Sử kéo về đấy thì nó có cọ sát với đất một chút, thành ra là nó bị một chút gì sét rồi, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng cho làm máy. Ngày mai thì thợ có thể là vào đây người ta đào nền rồi các bác. Ngày mai là có thể là ngày mai là có thể đào nền được. Ngày mai thì tối nay về thì đi xem phong thủy, xem phong tiếc, xem là tuổi của Sử thì hợp tầm giờ nào mà cầm cuốc mà đào đầu tiên. Đấy, bây giờ năm Sử thì bây giờ cũng là lớn rồi thì sẽ quyết định là lấy tuổi của Sử để làm cả cái ngôi nhà này luôn các bác. Sử thì có thấy vui không khi mà càng sát đến ngày mà mình chuẩn bị có nhà mới rồi? Có vui đúng không? Vâng. Đấy. Lần sau thì không được đi như thế nhá. Vâng. Nếu mà đi thì phải bảo với anh với lại bảo với ông một câu nhá. Vâng. Em đi như này thì phải nói thật sự ra là rất là nhiều người lo lắng cho em luôn đấy. Vâng. Sợ em là đi ra ngoài là gặp cái chuyện gì ấy. Đấy. Vâng. Cũng rất là may cô bác khi em Sử đã quay trở về rồi và không có chuyện gì mà xảy ra cả. Hay cái vấn đề mà em Sử mà quay đi ấy, cô bác, là vì cái lý do gì thì cháu Đức cũng đã chia sẻ ở cái video trước rồi. Thì hôm nay thì cháu Đức sẽ không có nhắc lại nữa cô bác. Em Sử thì bây giờ em cũng lớn rồi thì cũng chỉ nói một hai lần thôi, em cũng sẽ tiếp thu và sẽ hiểu được thôi. Hay thời gian này thì làm nhà thì phải nói là có rất là nhiều công việc đấy Sử ạ nhá. Vâng. Có rất là nhiều công việc nó sẽ anh em mình cần phải ở đây và anh em mình cần phải giám sát đội thợ người ta làm cái quá trình mà người ta làm như thế nào ấy. Vâng. Hay là mà quá trình người ta làm mà có vấn đề gì thì mình còn biết mà xử lý và khắc phục luôn. Vâng. Còn Si thì vào đến đây thì phải nói là mọi cái vật liệu thì không phải đáng lo ngại nữa cô bác, rất là yên tâm rồi. Ông ấy đi tận đâu chân châu ấy? Sáng nay đi dưới kia ạ. Dưới kia à? Vâng. À, thế là đi từ sáng à? Vâng. À, thế là chân châu ở ngoài đây thôi đúng không? Vâng. Chiều tối thì lại có đi đâu không em ấy? Không ạ. Không đâu à? Vâng. Chiều tối thì là ở xung quanh ở nhà thôi nhờ? Vâng. Hay ở chỗ này thì Sử với Hải này, với ông này cũng có trồng thêm cỏ này có bác, cỏ voi này. Mấy nữa thì cái lúc mà cỏ này lớn lên thì lại tận dụng lại là dùng để làm cỏ được. Và cái phân dế của nó thì nó sẽ giúp cho mình chắc cái phần đất ra đi. Nhưng có khi là mai là mình phải đi chặt cây ấy Sử ạ. Vâng. Hay mình chặt cây về để cho thợ người ta làm lán. Vâng. Hay mình chỉ chặt cho người ta thôi. Nếu mà mình phụ giúp được người ta thì mình phụ giúp. Vâng. Hay còn là không phụ giúp được thì thợ người ta sẽ khác làm lán, người ta sẽ ở đây và trông coi vật liệu luôn. Vâng. Thế thời gian này thì mình có thể là mình xem vật liệu, nhưng mà mấy đứa thợ vào thì mình không phải xem vật liệu nữa. Vâng. Đấy, đến lúc đấy thì anh đã bàn giao cho thợ hết rồi. Vâng. Là lúc đấy thợ là có trách nhiệm là phải trông coi cái phần vật liệu cho anh em mình. Vâng. Đấy, buổi tối thì thỉnh thoảng anh em mình lên với đội thợ là nói chuyện với tâm sự với thợ một tí thôi. Vâng. Xem là trong cái quá trình làm nhà thì có cái vấn đề gì mà nó xảy ra không. Vâng. Đấy.
Nói là sau anh gặp Sử là được 4 tháng rồi Sử nhỉ? Vâng. Được đến tính đến thời điểm hiện tại là được 4 tháng rồi cô bác. Đến bây giờ thì Sử cũng đã chuẩn bị có thêm một cái ngôi nhà mà ấm cúng hơn. Có thể nói là cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà nhà làm bằng xay đầu tiên ở cái chỗ mà xung quanh của Sử đang ở này đúng không? Vâng. Ở đây thì hình như là không có nhà nào mà làm bằng xay đâu nhỉ? Không có đâu. Toàn là làm bằng gỗ hết cả. Vâng. Hay một cái ngôi nhà gỗ như này nếu mà nhà mình mà có gỗ ấy cô bác thì mình chỉ thuê người ta về cưa xong về bào thôi. Còn là dựng lên thì mình tự dựng cũng rơi vào tầm 30-40 triệu rồi. Nếu mà mình không có gỗ ấy mà mình tự đi mua gỗ ấy thì cái khoản tiền mua gỗ thì cũng rất là cao. Bây giờ thì ở trên Nam Vùng Cao này thì hoàn toàn là có gỗ sao mộc là chính thôi. Cũng không có gỗ gì cả. Trước kia thì bà con hay lên trên rừng già để khai thác gỗ về, nhưng mà bây giờ thì nhà nó cũng cấm, không cho đi khai thác gỗ tự nhiên nữa. Hôm nay có vẻ buồn đấy. Không ạ. Hả? Hải đi học chưa về đâu nhỉ? Vâng. Hải thì chắc phải tí nữa nhỉ? Vâng. Hải ấy. Thuốc kia thì đậu uống hết chưa? Uống rồi. Uống hết rồi à? Vâng. Uống hết thì bây giờ mới khỏi rồi nhỉ? Vâng. Đấy, chân của em Sử thì bây giờ cũng đã khỏi rồi cô bác nhé. Ở đây thì bác Trần Thị Tiên này, có một số cô bác thì cũng rất là lo lắng cho em Sử luôn. Khi mà cháu được quay và ghi những cái thước phim lên thì gặp nhìn thấy chân của em Sử bị như vậy, thành ra là các bác rất là quan tâm, cũng có gọi điện cho cháu Lực và nhắc cháu Lực mua thuốc rất là nhiều thứ thuốc cô bác. Xong là bác Trần Thị Tiên và bác cũng có gửi thuốc cho cháu Lực luôn. Cái nền nhà của ba ông cháu đi, cháu Lực cũng đã chia sẻ rồi rằng là cái phần đất mượn của nó là đến tận đây này cô bác này, đến tận đây đi này, cái phần đất mượn thì nó rơi vào tầm 1 mét thôi ấy, và hoàn toàn là bằng đất cứng hết cả rồi. Đất thịt và đất cứng thì rất là chắc chắn luôn. Đấy, nếu mà cái chỗ này bị sạt đấy cô bác thì cũng đã bị sạt từ rất là lâu rồi. Đến cái mùa mưa ấy, đến cái mùa mưa mà nó không có bị sạt mà nó vẫn còn nguyên si như này, chẳng có một cái vết tích gì mà nó chảy đi xuống dưới cả thì rất là yên tâm. Nền nhà của em Sử thì đào cũng khá là lâu rồi, đào phải được tầm hơn 1 tháng rồi ấy. Đào từ hơn 1 tháng rồi ấy. Phát não ấy. Đây vừa rồi thì ông cũng để ba lô đấy đi Sử ơi. Đây vừa rồi thì ông cũng chạy từ dưới kia lên là xem là chở hết gạch chơi cô bác. Bây giờ thì mấy anh em sẽ lên trên là dọn một chút viên gạch ra là nó đi vào cái rãnh ấy cô bác. Còn tay hỏi gì? Bây giờ thì chắc là phải dọn bỏ vết viên gạch ra đây Sử ơi. Nếu mà mưa thì nó đi xuống dưới. Bỏ hết đi xuống dưới. Chỗ này có phải lần này một cơn nó bài khóc thêm nó về đây nó. Về đây đây nó gì nó một cơn nó bài khóc thêm nó. Để cho mày chở họ về nó đắm lên lưới chứ hắn nó. Đây mấy cây sâm mộc này thì bây giờ còn rất là nhỏ quá bác, cho nên là chưa thể chặt đi được cho nó chắc cái phần đất ở trên này. Sau này tránh là nó chặt, bây giờ mình chặt ra thì sau này nó sẽ bị như kiểu bị lở xuống ấy. Ông thì cũng bảo là vừa lên xem là chở gạch tới đâu rồi. Xong là lên xem là cái rãnh này xem là liệu có bị tắc không ấy cô bác. Nếu mà nó lấp cái rãnh thì vận chuyển hết ra bên ngoài này. Sao lại có bộ vai máy nó dây nổ mấy nè. Tổ vai nó nổ. Ông thì bảo cũng sợ là cái mấy cây sâm mộc này sẽ bị gạch đè hết rồi cô bác. Nhưng mà không sao cả. Lọc bóng nhỏ mà. Nhìn có được không? Nhìn được một lỗ thôi. Nhìn được một lỗ á? Thì lỗ kia đâu rồi? Nhìn được một lỗ thôi à? Nhìn hai lỗ thì bé quá. Hai lỗ thì bé quá à? Vâng.
sai cái nào sai mình nào mới sai á sai bên nước mì sai bên nước mì mỏng sai bên nước mì hơn xéo thiểm sai phải tầm lạc từng vắn chỗ nào từ vắn ở si thiểm mà gai thiểm nước mà nào đó từ vắn phải nước tầm tầm bạc lại bao si thiểm phải tầm phải thiết bao si thiểm đấy hả si tổ lạc ngài chứ si à thì tôi đi hơi bụi chứ lạc khó nhất cả sai này chứ thế mà gạch đều vào hơi tôi đến tay về này tổ lạc cái tổ đơn giản trên tay à cứ xếp khẩn tôi đến tay tổ lạc này à vừa rồi thì ông có hỏi với cháu Lực rằng là vật liệu thì bây giờ còn không thì cháu Lực bảo là còn bây giờ thì còn thêm gạch này thêm mà cát này thêm mà si nữa cái si thì có thể là bây giờ dùng ở dưới kia một nửa thì có thể là gọi được vào gọi được về luôn đấy cô bác. Đấy, tránh cháu Lực cũng tránh trường hợp mà là bao giờ mà hết si rồi thì mới gọi thì lúc đấy đội thợ lại không có việc gì để làm ấy. Bên kia thì có không nhỉ? À. Nhưng mà Sứ ơi, em đi thả trôi trôi mấy cái viên gạch kia xuống đi. Sợ là trẻ con nó xuống nó nghịch ấy. Nhớ là đừng bảo con có các con là chú là nghịch nhá. Hay không là trẻ con là thứ thấy đây là có gạch là ra đây đô đùa là lăn xuống đấy. Hãy thả mấy cái viên mà nó cao cao ấy, thả bất xuống đây cũng được này. Đấy, đẩy xuống. Đấy. Nhưng mà cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá. Xuống đây cơ. Còn cái chỗ này thì không cần đâu, cái này nó có bao tải thôi. Nốt chỗ kia thôi, chỗ kia mới sợ này. Tại hôm nay thì gạch thì cháu Lực cũng đã chở được vào hết rồi cô bác nhá. Ở đây thì hoàn toàn là những vật liệu này vào thì toàn là thuê bà con ở trên này là chở luôn. Cũng vừa tạo công ăn việc làm cho bà con luôn đấy cô bác. Đây ở trên này nếu mà xây gạch ấy, thì người ta toàn dùng bằng cái gạch bằng xi kia là nhiều đấy cô bác chứ không có dùng là gạch đỏ như này. Cái gạch đỏ như này thì đi ra tận bên tỉnh khác thì mới lấy được về cô bác. Mỗi lần để đi lấy gạch này thì anh vật liệu phải đi mất nửa ngày thì mấy nửa ngày là đến kia xong lại quay lại nữa với cô bác, phải cả đi cả về là mất tầm một ngày rồi. Bà tớ vai tí ra dê bà nè. Tớ vai tí ra. Ờ, tí vai nước bỏ ma đó đấy. Đà ma dân ra. Ờ, ông thì vừa rồi cũng đi chăn trâu rồi cô bác. Chăn trâu về rồi, ông bảo là lấy trâu về đến chuồng nhà của mình rồi. Đấy, hôm nay thì em Sử cũng đã quay, em Sử thì bây giờ thì cũng đã quay trở lại về với ông rồi. Xong thì em mới có ngủ lại ở bên kia luôn cô bác. Cái lúc mà anh em đi thì có người nhìn thấy thì bảo lại thấy Sử quay về rồi. Nhưng mà xong quay về thì Sử lại quay lại đi cô bác. Sử về lấy để thêm đồ ấy. Lúc mà em mới về nhà thì không có gặp ông, thì ra là không có biết ấy. Lách tới bản đề viên tủa lách à? Sát thiêu thì vẫn tổ mà thiêm lên lách à? Lách này là ở và hốc sáu ấy. Hốc sáu là tốt tới. Đây vừa rồi thì ông có bảo với cháu Lực rằng là sắt này lấy về làm gì cô bác? Ông thì còn không biết là sắt là dùng để làm cột thôi. Ấy. Ông cứ nghĩ là xây lên một phát là xây gạch luôn, không có cho không có để gạch gì đâu. Đấy, trong thời gian tới thì ba ông cháu sẽ dọn lên trên này ở luôn này cô bác này. Ở nhà dưới kia thì sẽ để làm chuồng trâu này, xong là để làm kho mọi cái thôi. Đấy, lên trên nhà mới thì
ngủ. Chắc là ông ngủ cũng sẽ rất là ấm cống rồi cô bác. Ông thì chưa bao giờ có cái ước mơ và ý nghĩ rằng là mình có một cái ngôi nhà xây để ở đâu. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều điều nó xảy ra với cháu Đực nhiều hơn. Thì có thể là những cái công việc mà cháu Đực làm thì cháu Đực có chưa còn được hiểu biết cho lắm cô bác. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ chỉ dạy và nhắc nhở cháu Đực nhiều hơn, để giúp cho một phần là giúp cho bản thân của cháu Đực biết thêm nhiều thứ hơn nữa cô bác. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Đực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.